xin mến chào toàn thể đại gia đình, chúc đại gia đình dồi dào sức khỏe. Các bác nông dân được mùa bội thu nha. Nay sang soạn ra được hai cây gờ này, hai cây gờ 3.500 nha cả nhà. Cặp gờ này sang bán giá là 4.500.000 ha, bán cho mấy anh thợ. Về sau bán vậy nha, nếu làm tích ha, về mấy anh gắn vô mấy anh bán lại ha. Còn ai mà muốn mua lẻ thì cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình, nằm mép bên góc tay phải gặp trực tiếp sang ha. Rồi này thì hai con gà này thì còn nguyên bản, máy móc thì ok ha, sang đã châm xăng vô và đã nổ nha. Còn khâu vệ sinh thì về mấy anh vệ sinh sạch sạch đẹp đẹp chút cũng được, hoặc là để đi bán cũng được nha mấy anh. Đó, cho mấy anh coi ha, đây máy này thì còn rất là đẹp đây ha. Đó, về mấy anh vệ sinh lại ha, chọn ra thiếu làm xích, bán theo thiếu làm xích ha. Cặp này 4.500.000, giá quá hợp lý nha. Dập nổ cho mấy anh nghe nha. Dòng này thì có trời lực lượng, cái này nó nhẹ ha, nhẹ gọn. Còn quên nữa, bây giờ sang cho cả nhà xem bít tông bạc máy này đi ha, rồi con này sang sẽ giật tiếp theo ha. Ok, video bít tông nha. Ok, còn gọi là khá là đẹp một con. Đây một con nữa. Ồ, con này còn văng ngang luôn. Rồi, con này còn văng ngang luôn nha. Đã xem được cái bít tông bạc của máy này ha, của hai con này. Bây giờ Sang sẽ giật mẫu lại con tiếp tục nha. Con này ha, gà 3.500 ha. Đó, con này thì trợ lực giật rất là nhẹ, le tự động nữa, có xăng mồi, giúp bơm xăng mồi nữa nè. Không, dễ nổ, nhẹ giật, nhẹ gọn gàng ha. Quá đẹp, quá lá. Đó, ok chưa? Rồi, mấy anh thợ lái nào hoặc là khách sử dụng liên hệ số điện thoại trên màn hình, gặp trực tiếp em ngay giờ luôn. Chốt cặp gờ này ha, xin nhắc lại, giá chỉ có 4.500.000 cho cặp gờ này, gờ 3.500 nha. Máy quá đẹp. Đây, gờ 3.500. Máy điện gờ 3.500 ha. Đây, gờ 3.500. Này cái này thì nó mất cái chỗ này rồi ha, nhưng mà cái này nó còn gờ 3.500 ha. Đó, nguyên bản, về mình vệ sinh cũng được hoặc là để gì sử dụng bán cũng được ha, tùy mình. Rồi, video đến đây đã kết thúc. Sang cảm ơn cả nhà đã đăng ký kênh và ủng hộ nha. Và ai chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh giúp Sang ha. Chuẩn bị về một con máy Xtin 026 trong thùng, gọi là trong thùng, còn thùng của nó luôn còn rất là đẹp ha. Rồi, xin mến chào đại gia đình, hẹn gặp lại đại gia đình trong video kế tiếp. Bye bye, hẹn gặp lại, bye bye.